sau khi bác sĩ mà làm xong cho con á thì con có cảm thấy như thế nào? Con khỏe chưa? Được rồi. Giờ con có cảm thấy đau nữa không? Dạ không. Cái phương pháp mà giảm đau của em bé trong và sau mổ thì mình sẽ đặt tiếp cái cateter mặt phẳng cơ dựng sống, gọi tắt là ESP. Thì cái cateter này có tác dụng là mình sẽ bơm qua đó, mình bơm những cái liều thuốc T để giảm đau thích hợp cho em bé và mình không phải xài một phim trong và sau mổ. Phương pháp mà gây tê mặt phẳng cơ dựng sống ESP trong phẫu thuật tim hở thì đã được áp dụng từ năm 2017 cho đến nay. Thì trên người lớn lẫn trên em bé thì tôi đã làm hơn 200 ca của em bé tim bẩm sinh. Còn trên người lớn thì làm trên 800 ca và về cái phẫu thuật tim và những cái phẫu thuật lớn ở vùng ngực, bụng, thậm chí là những cái phẫu thuật mà cho cái thai khớp háng. Thì cái ưu điểm của nó là khi mà mình gây tê cái mặt phẳng cơ dựng sống này á thì mình không trực tiếp chích vào cái thân trục thần kinh, tức là cái đốt sống của mình, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Nếu mà bệnh nhân mình chẳng may xài kháng đông trước, trong và sau mổ thì nó sẽ không có nhiều những cái biến chứng máu tụ. Cái thứ hai nữa là khi mà mình xài thuốc tê thì em bé sẽ giảm đau rất là nhiều và không có sử dụng nhiều morphine nữa. Thì ai cũng biết là cái tác dụng của morphine từ xưa tới giờ, từ lúc nó phát minh ra tới giờ, thì khi mà mình sử dụng nhiều trong những cái cuộc mổ lớn, thời gian mổ lâu và nằm hồi sức lâu, thì cái biến chứng của nó, cái thứ nhất là người ta sẽ lệ thuộc thuốc, cái thứ hai nó sẽ gây tăng đau, cái thứ ba nữa là tại hồi sức thì người ta không có tỉnh táo hoàn toàn, nó mơ mơ màng màng như vậy, cái cảm giác nghiện. Cái thứ tư nữa là những cái biến chứng, những cái tác dụng phụ khó chịu của nó gây ra như là nôn ói hoặc là bí tiểu hoặc là ngứa và thậm chí liệt ruột hoặc là cái suy hô hấp nếu mà mình dùng quá liều. Thì tất cả những cái tác dụng đó, ngày nay thế giới họ đang có một cái xu hướng là sử dụng những cái phương pháp gây tê vùng để mà giảm đau chính xác, đồng thời là bãi bỏ cái chuyện mà sử dụng morphine. Tại vì chúng ta đã biết là tất cả những cái người nổi tiếng mà họ sử dụng, họ lệ thuộc thuốc như Michael Jackson hay là những cái người mà nổi tiếng khác đó, thì cái đích đến cuối cùng của họ đó là cái chết. Điều kiện gì đặc biệt riêng hết, tại vì nó không có nhiều cái chống chỉ định, chẳng hạn như chỉ chống chỉ định duy nhất của nó là thí dụ như em bé hoặc là cái bệnh nhân của mình bị dị ứng với những cái loại thuốc tê chẳng hạn vậy. Nó có tiền căn nhưng mà cái điều này rất là hiếm. Cái thứ hai nữa là ở cái vùng mà mình định gây tê đó là nó bị nhiễm trùng hoặc là này kia thì mình sẽ không có làm. Cái thứ ba nữa là ở những cái phẫu thuật mà nó không có cái vùng chi phối của cái mặt phẳng cơ dựng sống này, tức là không ngoài cái phẫu thuật mà ngực bụng á và cái sự chi phối của cái dây thần kinh của mình á thì mình không làm. Người lớn và trẻ nhỏ nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra là khi mà mình gây mê á, nó tùy thuộc độ tuổi, tùy thuộc cân nặng, tùy thuộc tất tật mọi thứ. Thì mình sẽ chọn cái phương pháp thích hợp cho từng đối tượng một. Thì đương nhiên là cái sự khác nhau về cái sinh lý bệnh, về tất cả những cái mô hình bệnh tật đó, thì mình sẽ theo đó mình chọn cái thuốc và mình chọn cái phương pháp giảm đau. Khó khăn và phức tạp hơn á, thì nó tùy thuộc bệnh lý. Thí dụ như những cái em bé nhỏ và sơ sinh á, thì những cái bệnh lý bẩm sinh mình phải thuộc cái sinh lý bệnh. Cái thứ hai nữa là những cái đường truyền chích cũng không phải là dễ dàng gì. Tại vì nó rất là nhỏ, em phải dùng những cái máy móc hiện đại như siêu âm rồi này kia để em dò. Thì mỗi cái đối tượng nó đều có những cái khó khăn riêng.